Thì này, em yêu chị. Quà hạn gì? Cười, yêu cầu gì dung cho Tiểu Vi debut cùng Ngọc Thảo lập nhóm song ca. Chị đáp hay quá, hay gì trời. Xin chào mọi người. Mới vừa đi quay về nên là cũng mệt, nhưng mà thôi kệ, lâu lâu livestream. Mọi người vô đi hát nhiều bài nè. Yêu Vi. Fan In Van yêu cầu bài Cô Đơn Trên Sofa. Rồi ok, bài tiếp theo nha. Rồi ấy đi to rồi cho. Tiếp theo nha. Tự nhiên hôm nay có một tiết mục live stream ngang được. Lâu quá mà em có like đâu. Thu cuối. Nhưng tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời. Thank you.
không được. Ủa nãy tao yêu cầu bài Kim. Sorry mọi người, bạn đang sắp rời bỏ cái bên. Cái sofa sẵn rồi má, giờ diễn như là mày nằm tao với viên thôi. Ở tao diễn nằm. Ủa sao mọi người xem ít. Mọi người xem xong rồi mọi người vô TikTok. Mọi người vô cái bay của Vi á, mọi người nhấn like một cái follow nữa nha. Ờ, một cái Vi mới đăng á. Hai cái, ba bốn cái luôn đó đi. Ê, người không bấm rồi, không bấm nữa. Đông lại cho mình được đâu bỏ. Hôm nay mới đi quay vậy mọi người, ngoài nắng xong rồi quay cả ngày luôn á, đuối muốn chết luôn xong về. Đuối muốn chết xong về hả? Hát karaoke phục vụ cả nhà cho các bạn. Chương trình cả nhà yêu cầu được tổ chức bởi Tiểu Vi. Anh chưa thương em đến vậy đâu à. Nhớ ok nha, sau khúc cuối sẽ là anh chưa thương em đến vậy đâu nha. Ok, sau bài này sẽ là thu cuối nha. Thank you.
Và rồi em ngất trên sofa, ai ở gần nhà? Rồi vô nhạc vô. Ê, đau họng quá, đang bị đau họng xong rồi hôm nay đi quay xong ngày nào đi quay xong hát hoài luôn. Ừ, mấy nước nữa nè. Thank you.
À, hát nguyên một ngày rap hay ta kìa. Ở đâu nghe nè, nghe giọng là thấy đau rồi nữa. Hay quá Vi ơi, yêu Vi. Mọi người ơi, mọi người vô follow xong thả tim clip TikTok của tôi đi. Đi quay về nha, mệt. Chân tay đau nhức luôn mà vẫn ta nhận cho mọi người đó. Em đi xem phim một mình giữa đêm, đi karaoke một mình. Để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nào. Em đi Seoul một mình ngắm tia sơn, và đi Bali một mình ngắm biển khơi. Khơi em mà. Thấy em yêu anh, sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Cơn mưa băng giá hát hồi nãy rồi. Vậy hả? Hát hồi nãy mà chưa like. Hát si tình hả? Búa lửa đi chị. Búa lửa kìa. Kêu ta hát hài kìa. Đó không à. Hát bài thất tình thế gì, bật tình yêu lên nha bé. Thôi, có bài gì nữa không? Thôi, biết sao không đi nghỉ không? Tại mọi người không like TikTok á. Nè, con mắt sụp luôn rồi, là thấy rồi đó. Mắt sụp là bị mệt á. Hồi sáng hả? 4 giờ dậy. Nè, mắt bập luôn nè, mệt đó. Mà vẫn phục vụ ca nhạc, mong mọi người sẽ vô. Vậy hát bài gì ta? À, hát Ngô Phúc Thạnh đi. Hát là Ngô Phúc Thạnh đi. Hả? Ngô Phúc Thạnh đi. Ừ. Ngô Phúc Thạnh có bài gì nè? Ờ, định mệnh. Định mệnh hả? Hay là... em đâu anh cần anh gì đó. Anh chưa. Hay là... em đó thương người ta hơn anh. Mà mở tóc nữa. Em mở chưa.
Không, nghe là biết rồi, mới chịu. Bài hay á. Em sẽ thương người ta hơn hay tao lưỡi cho đâu kia. Em lại đặt hát xong rồi hát luôn. Nè, đây nè. Nè, con mắt bật thiệt nè anh, con mắt nó sụp thiệt á. Hôm nay á chơi à, quay cả ngày ngoài ngoài trời ngoài nắng ngoài sân vận động á mọi người, quay cả một ngày nha. Không có ngày nào cũng quay. Ngày kia hai ngày, một cách đây một ngày á thì quay hai ngày liên tiếp, nhưng mà quay hai ngày liên tiếp xong rồi nghỉ một ngày. Ủa, anh tự do nhưng cô đơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em đi là chiều anh cũng đúng rồi. Chị Vi hiện giờ cao con người
Rồi khi anh nhắc tên, em đã sẵn lòng không nghĩ.
biết bài đó. Bài gì nào làm ơn nữa? Chưa bao giờ hả? Chưa bao giờ theo. Hay là bài có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà dần dần thank you.
ok. Đã nhờ gì vậy? Rồi, mày em hát anh nghe. Anh nghe gì? Lời em hát anh nghe là lá là đúng không? Ờ, nhưng mà cái lời đó. Không phải luôn, không phải bè bình thường mà kiểu như một ca sĩ không phải bè mà quá không là không nghe giống nhé. Chưa bao giờ không phải gì đây. Yêu xa. Ê, tay bấm gì em bấm bài hát rồi. Rồi hả? Bài gì? Hát bài hát khớ thương chạy nhớ không? Dạ. Hát thương chạy nhớ thế đâu kia. Bài này đẹp phải giữ nè. Ừ, bài đẹp. Hát thương chạy nhớ là sao quên rồi ta? Em hỏi đi thờ đi. Chị em kéo lại chăng cơ. Cảm thử nha. Thôi, cái này nó chuẩn đi kìa. Nó chuẩn hả? Nè, hát chuẩn đi 15 triệu. Để vi Ngọc Thảo lung linh. Dữ lắm. Như
diễn viên luôn. Ủa chị Đào có luôn hả? Xong ngày kia chị mới ừ, ê, có nít nó lộn có cái nít TikTok đi tắt hay không cái nít TikTok tên là Danh Hà Tiểu Vi, cái nít nó lâu rồi à, nó nghe nè bài gì cuối cùng nè vui nha cô gái mở đường kìa. Trời cô gái lam hồng dạ cô gái mở đường cô gái chăm sóc bông bò nha đây mọi người
Ông thường ghé qua kêu là bài gì vậy? Anh đánh rơi người yêu. Đi đá không đường đi. Ờ. Hẹn gì vui vui á. Vì mẹ anh bắt chia tay hả? Vì mẹ bắt chia tay là vui dữ chứ. Ông Tấm gì đâu kia, tấm gì đâu kia là bài khác. Đi đá không đường ghê nhỉ. Anh đánh rơi người yêu, anh đánh rơi người yêu đi. À, hay bác hát bài của Bruno đi. Bài của Bruno đi. Ok. Hát bài cuối cùng rồi. Rồi ọp luôn, so kết so bài cuối cùng vui vẻ nè. Kết so nha, hát bài Bruno nha, vui vẻ chứ không mọi người kêu lúc tình. Mai là không nói nổi. Đầu anh quanh núi. Hoa nở không màu là buồn nữa. Thôi, waiting for you. Kết. Oh, 570 còn kìa. Lên lại hả? Lên lại nè. Mọi người ơi, tự nhiên mà hoang mang thiệt sự luôn. Hát một bài cuối. Thank you.
là bài cuối cùng rồi á. Không, lao hỏng quá rồi. Họ từ ngày hôm qua tới giờ, xong rồi sáng đi quay ăn nắng, xong rồi hát, xong rồi về đi hát nữa. Hát xong rồi, ê, mỗi lần hát là mỗi lần tụt view. Đâu? Mấy bài cuối hát đồng điệu lên đó trời. Thôi vậy thôi, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Tôi đi tẩy trang tắm rửa. Tôi đi tẩy trang tắm rửa. Bye bye. Bye bye nè. Không hát thì lại lên. Không hát không? Thì mình không vươn bàn nhà, em cũng không biết lên gây ra những lỗi lầm. Thôi bye bye mọi người. 100.000 thôi mọi người ngủ ngon nha. 100.000 nó để nói chuyện mọi người xíu đi. Nói chuyện đi tắm em đau họng quá. Nhưng mà đau họng quá đi tại chàng nè. Không nói được. Nhưng mà lên để làm cái gì á? Không có gì, không gì hết. Rồi nó có cục mốc thôi. Rồi đi tắm đi các. Rồi, bye bye mọi người nha. Giọng khàn quá rồi. Mà đi sự kiện không biết á. Đi chào nhà. Cái giọng. Bye bye mọi người. Cái giọng này. Bye bye mọi người nha. Đẹp quá à. Bye bye nha, tắt nha. Mọi người ngủ ngon.